giao thừa sẽ đến với mọi người. Chỉ còn giây phút nữa thôi, để rồi một năm sẽ qua. Thời gian trôi qua như ngày thơ âu đã xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thời khắc giao thừa thiêng liêng sắp đến, một mùa xuân mới Tân Sửu đang về. Trong thời khắc tống cựu nghênh tân chuyển giao năm cũ năm mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Phú Trọng đã có những lời chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.